câu chuyện bán heo đi Sài Gòn của Trâm Anh. Bắt đầu vào một ngày đen tối chán nản khi chơi game toàn win nên Trâm quyết định đi xả xui. Không có đâu. Bởi vì Quảng Trị chưa có sân bay nên mình và Huế mới bay được, đi chuyến 5 giờ thì đến Sài Gòn tầm 7 giờ, chứ đi xe khách thì mất một ngày đêm luôn đó. Nhớ năm xưa, đi thi học viên an ninh 10 năm trước đi xe muốn lú cái đầu chứ tiền đâu mà bay. Xong từ đó trở đi không vào Sài Gòn nữa vì chỉ cần có lý do thôi. Hôm đầu tiên vào muộn quá nên chỉ lượn lờ loanh quanh thấy cái gì ăn đại, ngày sau mới đi đến mấy địa điểm chính. Tối dư thời gian nên mình với đứa em quyết định đi xem phim. Này có cái phim gì của Thái có vẻ nổi nhưng hình như lệch khung giờ cho nên cả rạp chỉ có tầm 15 người thôi vào xem mà ít người quá cái phòng lạnh run, may chưa xem phim mà chắc tôi về. Hôm sau quyết định đi review nhà hàng A Bảo Top 1 Alex chuyên báo đời fit mạng bắt mình gánh xong nói hy sinh vì team. Lý do mình vào Sài Gòn đợt này cũng là vào nhà hàng của anh này ăn thử, bởi vì cách đây nửa năm mình có hứa, mà đã hứa được thì phải làm được, còn không làm được thì mình sẽ không hứa. Đây là tầng dưới còn tầng trên bí mật hơn, vì Trâm ở núi nên giờ đi xa ăn uống thì mình sẽ hướng tới đổ biển. Nhưng vì quán đắt khách quá cho nên bể hải sản của anh ta đã hết sạch. Vì ở đây bán theo thực đơn ngày, kiểu như một ngày sẽ có những món trong menu nên hôm nay mình chỉ chọn được những món này thôi và đồng giá 45. Ấn tượng ở đây là quán sạch sẽ, thoáng mát và không có mùi, đập vào mắt ly trà đá to bự nữa chứ. Do nãy vừa đi chợ dạo một vòng buổi sáng xong giờ không đói lắm, mình chỉ chọn vài món ăn thử. Đậu hũ nhồi thịt. Sườn xào chua ngọt và canh chua cá hú. Lúc đầu tưởng không hợp khẩu vị, ai ngờ cách nêm nếm chả khác gì chỗ mình đậm đà vừa ăn. Đây là miếng cà chua vì chua nên mình không ăn. Đây là miếng dưa chuột, cắn thử một miếng nó cũng giống vị dưa chuột ở chỗ mình. Hình như là tôi chờ kem quá rồi nên kem hơi đúng không? Còn cái tô canh chua thì con em mình nó hốc hết sạch, mình chưa kịp thử luôn, nó cứ khen hoài. Thôi bye anh, báo em tiếp tục đi chỗ khác đây. Đi ăn xong phải về làm video nữa để tối dạo tiếp. Địa điểm lần này là quán Ti Thi nhé, nổi danh đã lâu có dịp và nên biết là phải ghé thôi. Mục tiêu lần này là mình muốn nếm thử cái con ba khía nó như thế nào mà. Thấy người ta khen người ta ăn xong nghiện ham quá, phải thử cho biết. Quay người ta mà mình ngại quá nên quay có xíu, gọi một khay với cái nước màu xanh. Không biết nước này nước gì mà uống ngon. Đã vậy cái ly bự chả bá nữa chứ, ly này thì ba người uống mới hết. Khay này có đu đủ, tôm và ba khía giá 60, mình thấy rẻ khi ở đất Sài Gòn này, ở chỗ mình vùng núi heo hút thôi mà nó đắt hơn rồi, hèn gì đông khách là phải. Lần đầu thử con ba khía mình không dám ăn, bảo đứa em ăn trước xem ngon không, nó ăn xong mình mới ăn. Tưởng là tanh ăn phát ói, ai dè không tanh gì hết mà ngon thật, cảm giác rất lạ. Nhưng mà vì lạ bụng sợ đau nên không dám ăn nhiều lỡ. Đi chơi không tìm ra nhà vệ sinh thì thành Esu là mệt. Đi tới đây hết 8 km nhưng không làm thất vọng đó. Ăn xong về ghé cái quán phở này là mỗi người mỗi tô mới chịu về. Phở đây một tô hình như 55.000 hay 60.000 gì đó, quên mất tiêu được cái sợi phở nước dùng ngon. Hôm sau Trâm ghé vào quán Phong Cua vì mục đích tới đây là nếm thử cái của gạch Cà Mau vàng khè, xem thử về quê mình không có. Mấy quán này chủ yếu xem trên Facebook review rồi đi theo thôi. Đi tới đây cũng mất đoạn đường khá dài. Hải sản ở đây thì tươi sống hết, ăn gì chọn đó là lên dĩa. Nhưng không biết vì mình đi sai ngày hay là nơi đây họ nghỉ bán cái loại của kia, hay đứa em mình nó xem nhầm mà toàn của được hết. Lựa hết một sổ mà chỉ toàn được dựa thôi. Kết quả chọn hai con này giá thì 250 một cân nhé. Gọi thêm cái tôm càng xanh này nữa. Đây là món gỏi củ hũ dừa, là cái đọt non cây dừa ấy. Nhìn vào thấy dừa nhìn rất ngon, nhiều bắt mắt nên mình quyết định chỉ ăn tôm. Dừa thì như măng, ăn cũng như vậy luôn. Đây là súp cua, một cái này là 32.000. Nhìn qua thì súp đỏ nó cũng như nhau nhưng khác với súp ở Vincom là đây mặn hơn, kèm có mùi khói. Mùi khói sinh ra khi bị cháy nồi, mà cháy nồi do nấu lâu hoặc lửa lớn. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Ăn uống để không bị ngấy thì mình chỉ uống coca để rửa dạ dày. Đây là hai con cua vừa luộc xong,
Nhìn qua thì nó giống cua nhưng nếu mấy bạn nhìn kỹ vào một đặc điểm nào đó thì nó vẫn là cua. Tôm càng xanh, nướng xong đây luôn rồi. Vì bận quay nên Trâm không thể bóc được, phải nhờ con em bóc hộ. Tất nhiên nó sẽ bóc chứ không là ăn bà tay liền. Tôm này nhìn to hấp dẫn nhưng ăn thì không ngon lắm, nó không ngọt không thơm, thua mấy con tôm khi đi ăn cưới nữa. Phải chăng giò nướng nên vậy, nếu có dịp lần sau mình sẽ thử hấp luộc xem. Mà công nhận nó dở thật. Cua thì ăn cũng ok. Quán này có một cái Trâm rất thích là mát mẻ nhất trước giờ đi ăn. View sát bờ sông kèm có cây lớn nên ngồi đây chỉ có buồn ngủ thôi. Nói chung tiếc nhất là không ăn được cua gạch khi tới đây thôi. Không biết đi nhầm ngày gì mà giảm giá 15% nữa. Xong hai đứa lượn lờ về vào cái quán bánh dừa trên TikTok, thấy người ta mua nhiều lắm. Bánh thơm dai ngon rất đáng mua ăn thử nha. Tối đến mình tới cái chợ đêm nào đây cũng không rõ nữa, vì Sài Gòn nhiều chợ đêm quá, nhưng ở đây bán đồ ăn rất nhiều. Mấy bạn nam đem bạn hai người yêu vào thì khỏi lo phải hỏi em ăn gì luôn. Mình dừng lại ở quán bánh bạch tuộc, sở dĩ nó có tên gọi này vì nhân của nó là bạch tuộc, bao phủ ngoài là bánh. Quán này nằm trước trường tiểu học Hồ Thị Kỳ nha. Nhìn quầy sạch sẽ, chỗ ngồi thoải mái, không bị chen chúc hay là quá sát đường đông người qua lại. Mình ngại nhất là ngồi mấy chỗ đông người đi qua, cứ tí là cho ăn nguyên cặp mông tí thì mưa nước bọt bay vào. Bánh bạch tuộc đây ngon lắm nha, mình bắt đầu kết món này rồi đó. Nó cũng là điểm ấn tượng cho lần đi chợ đêm này, còn nem rán này thì ăn cũng ngon mà không bằng món kia. Ở Sài Gòn cứ tí là mưa, rất là mệt mỏi, đi ăn cũng không yên nữa. Bởi vì vừa đi ra quán đó lại gặp mưa nên mình lại ghé ở một quán khác để đợi tạnh mưa. Đây là ông trời muốn níu kéo mình ở lại ăn đây, vì định là đi đến quán Trấn Thành ăn kẻo muộn. Nhưng thôi để mai đi, ngồi ở một quán gọi vài con nhum nướng với hàu. Là một người không ăn hành mà gặp mấy cái cọng hành chưa chín như này thì ác mộng. Nhum thì chả có gì ngon cả, thấy nhiều người ăn vẻ mặt hấp dẫn nhưng mình nghĩ họ giả vờ thôi. Từ đó trở đi Trâm không ăn nhum nữa. Vì chưa no nên thử thêm cái xin nướng gì đây không biết, hình như họ bọc thịt quanh cọng xả rồi đem nướng. Và gọi thêm đĩa cút lộn xào me. Lúc này thì mặc dù đói nhưng ăn hết ngon bởi vì nãy giờ ăn kia ớn rồi. Vẫn chưa dừng lại ở đó, đi về thấy còn sớm lượn lờ tới quán cơm cháy kho quẹt cũng nổi ở TikTok là một bụng, rồi ra phố đi bộ xem. Đây có quán bán kem kẹp này được nhiều người review, mình cũng ghé mua thử. Kem này họ lấy cái bánh mì kẹp và nên được gọi là kem kẹp. Lần đầu tiên ăn kem kèm bánh mì luôn, rất là lạ và ngon, hèn gì bán chạy.
Lần này mình ghé quán Trấn Thành ăn thử, vì quán mở cửa lúc 10 giờ 30 nên vào uống ly nước rồi tới. Quán thiết kế theo kiểu Hồng Kông, may mình vào sớm nên có bàn chứ muộn tí xíu là ngồi đợi luôn. Bàn ở đây đều được đặt sẵn cả rồi, đúng là người nổi tiếng có khác làm gì cũng dễ. Đây là há cảo sò điệp, thấy bày trí đẹp, ăn khá ngon. Đây là cơm bào ngư thượng hạng, món này thì ăn không có gì đặc sắc lắm. Còn đây là đậu hũ gì đó quên tên rồi. Tổng lần này tầm 600, vậy là kết thúc chuyến đi Sài Gòn lần này, tiếp tục sang Châu Phi Review. Hẹn mọi người ở clip review Châu Phi nhé!